Kim Ngọc xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Xin chào anh Long Mai và xin chào chú Thái. Dạ, xin chào chị Kim Ngọc. Xin chào chị Kim Ngọc và kính chào toàn thể quý đồng hương và quý cộng đồng và tất cả các bạn trẻ thuộc San Thành và các vùng phụ cận. Dạ thưa anh, có thể nói rằng cái mục đích như thế nào mà anh và chú Thái tới đây và cái chức vụ của chú Thái cũng như anh ở trong cái cộng đồng giới trẻ của San Diego mình là như thế nào anh? Dạ, em tên là Long Mai, là thành viên của giới trẻ Công giáo của San Diego. Và ngày hôm nay em lên đây để mà cũng là công bố cho tất cả giới trẻ người Việt Nam cũng như ở trong nước cũng như ngoài nước để biết về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mà tụi em sponsor cho cái ngày Đường Hy Vọng Dinner và Dance. Và cái giới trẻ này tổ chức, giới trẻ tại San Diego của mình tổ chức cái chương trình này thì nhằm cái mục đích là phong chân phước của Đức Hồng Y mà Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, phải không? Và như vậy thì anh có thể nói sơ về cái tiến trình mà mình được ngài được phong cái chân phước như thế nào không anh? Cái chương trình mà được phong chân phước á, thì là ngài phải qua danh sách của 4 bậc. Và bậc thứ nhất á là phải bậc là tôi tớ Chúa. Rồi bậc thứ hai là bậc đáng kính. Và bậc thứ ba là bậc chân phong chân phước, là cái bậc mà tụi em đang yểm trợ cái chương trình để phong chân phước cho ngài. Và bậc cuối cùng là bậc phong hiển thánh. Dạ vâng. Dạ thưa anh, dạ thưa chú, nếu như mà nói về phong chân phước thì anh với chú có thể nói sơ tại sao mình gọi là phong chân phước? Tại vì ngài phải làm như thế nào mới được cái phong chân phước như thế này, phải không anh? Có những cái cuộc đời của ngài không những hy sinh mà còn phải làm một cái việc gì để mà có thể phong chân phước như thế này? Dạ, xin mời chú Thái. Vâng, thưa, cái tiến trình về phong chân phước thì tôi xin được tóm tắt là để một vị được phong chân phước thì phải có tối thiểu là 2 phép lạ. Và những phép lạ này thì phải được công nhận bởi tòa thánh cũng như được chứng nhận về phương diện khoa học cũng như về y khoa. Dạ, vâng. Mới có đủ điều kiện để có thể được chấp nhận là những phép lạ chính đáng. Dạ, vâng. Không những phép lạ mà Kim Ngọc được biết rằng mẹ cha phải tỏ cái phép lạ giống như mình chữa bệnh, phải không? Chữa bệnh mà giống như cái bệnh mà nan y hay là những bệnh mà khoa học từ chối, phải không anh? Dạ, là cái bệnh mà bác sĩ là đã từ chối là không thể nào chữa được rồi. Và khi mà cái người bệnh đó hoặc là gia đình của người bệnh đó cầu với Đức Hồng Y và chuyển qua lời của Đức Hồng Y cầu với Thiên Chúa và được trị, được khỏi cái bệnh đó thì mới được chứng minh. Và cái đó là mới là nó một phép lạ. Dạ thưa anh, nếu như nói vậy thì anh có thể nói về một cái kỷ niệm nào, tại vì giới trẻ có lẽ đi gần với ngài nhiều hơn, thì anh có thể nói sơ một cái kỷ niệm nhỏ khi mà anh làm với cái nhiệm vụ mà trên cái đường mà hy vọng của ngài. Dạ thì em có dịp vào năm 1995 hè ở bên New Jersey thì có làm việc lần đầu tiên với ngài. Và lần đầu tiên mà em gặp ngài á thì em cảm thấy là ngài rất là thu hút. Cái tiếng nói của ngài rất là êm đềm và em cảm thấy là như một người cha đang trở về nhà và ôm ấp những người con. Và khi mà em ngồi nghe ngài nói thì mặc dù ở đó trời rất nóng và rất là đông người trong một cái phòng nhỏ, nhưng mà tụi em giống như là không bỏ được cái khuôn mặt của ngài, lúc nào cũng là ấm đuối nghe và nhìn ngài để ngài kể những câu chuyện về cuộc sống của ngài, làm chứng nhân như thế nào trong tù mà ngài bị giam cầm và cái những cái chứng nhân của ngài khi ngài được đi ra và đi đến những thế giới những nước khác để mà làm chứng nhân cho Thiên Chúa. Dạ, nếu như anh nói như vậy thì cái cuộc đời của ngài làm được những cái gì mà lớn nhất mà ngài thích? Ngài lớn nhất của ngài thích đó là ngài muốn giới trẻ Việt Nam luôn lúc nào cũng hướng về Việt Nam. Đó, mặc dù là tụi em sống ở đây nhưng mà ngài nói người Việt Nam chúng ta luôn có cội, có nguồn. Mình ở đây nhưng mà mình cũng phải nhớ đến người Việt Nam. Và mặc dù mình ở đây, mình cũng sống như là một người Việt Nam trong cái ngôi nhà mới mình ở đây, ở nước Mỹ này. Yeah. Giống như những nước khác.
Dạ vâng, dạ thưa anh, nhưng mà do đâu mà giới trẻ San Diego, giới trẻ công giáo San Diego của mình lại đứng ra tổ chức về vấn đề mà gây quỹ như thế này anh? Giới trẻ San Diego được inspire tại vì cái con đường hy vọng là cái con đường mà cái cuốn sách mà ngài viết, và nó là con đường hy vọng cho giới trẻ và cho tất cả những người Việt Nam mình đó. Cho nên tụi em cảm thấy đó là một cái sự hạnh diện lớn nhất cho giới trẻ của em, để mà giúp cho sự yểm trợ để mà phong chân phước cho ngài. Dạ vâng, dạ thưa anh, Kim Ngọc, trên tay Kim Ngọc có cầm cái tờ poster này, giới trẻ công giáo San Diego tổ chức tại nhà hàng Lucky Star, phải không? Dạ. Và lúc 6 giờ tới 11 giờ tối ngày 11 tháng 11 năm 2011. Dạ thưa anh, và như vậy thì mình sẽ mua vé như thế nào anh? Mua vé thì là tất cả có trên các giáo xứ, giống như là ở Holy Spirit Church thì hoặc là ở Our Lady of Secret Church. Đó thì là có những cái vé, hoặc là liên lạc với anh Duy Trần là nhóm trưởng của San Diego, giới trẻ công giáo San Diego, ở điện thoại là 619-800-5453, hoặc là các bạn có thể lên với website là www.facebook.com/giới trẻ San Diego để tìm hiểu thêm về cái chương trình này. Và trong cái chương trình gây quỹ để yểm trợ cho việc phong chân phước cho Đức Hồng Y thì tụi em có cha Vũ Hải Đăng và cha Nguyễn Hoài Trương là những đứa con tinh thần của Đức Hồng Y làm trong chương trình này, và sẽ ủng hộ với tụi em trong cái bữa tiệc hôm nay, bữa tiệc này. Dạ vâng, bữa tiệc này có ca sĩ nào không anh? Dạ. Dạ chú Thái. Mình có ca sĩ nào ủng hộ chương trình này không chú? Vâng, tiếp theo lời của Hình Long thì trong chương trình này sẽ có ca sĩ Khánh Ly. Wow. Và ca sĩ Diệp Thanh Thanh. Yeah. Cũng như một số rất đông những ca sĩ ở trong cộng đồng San Diego này rất được mến mộ, đóng góp trong chương trình này. Quá hay. Dạ. Nhất là những ca sĩ mà trong cao đoàn nữa. Dạ, đó là chắc chắn là phải. Dạ vâng, dạ trước khi dứt lời cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì xin mời chú Thái cũng như anh Long Mai có vài lời đến quý vị khán giả của đài VNTV ạ. Dạ xin mời chú Thái. Kính thưa toàn thể quý đồng hương và quý vị cũng như tất cả các bạn trẻ, đây là một dịp may mắn cho tôi được sát cánh bên tất cả những em giới trẻ trong cộng đồng công giáo Việt Nam giáo phận San Diego trong tiến trình gây quỹ yểm trợ cho việc phong chân phước của Đức Cứu Hồng Y. Tôi thấy rằng đây là việc làm của các em đầy ý nghĩa, rất là sinh động, nói lên tấm lòng ngưỡng phục vị Hồng Y khả kính của chúng ta. Và chúng tôi cũng ước mong rằng được sự yểm trợ, hỗ trợ rất chân tình và sốt sắng đến từ tất cả mọi giới trong cộng đồng để giúp các em có cơ hội tiếp tục sống cho đời sống, phục vụ xã hội, cho văn hóa và cho tôn giáo. Dạ, cảm ơn chú. Một lần nữa Kim Ngọc xin được mời quý vị đến tham dự cái chương trình vào ngày 11 tháng 11 năm 2001 vào lúc 6 giờ cho tới 11 giờ PM. Kim Ngọc cầu mong cho cái sự mà phong chân phước này của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được đạt tới kết quả tốt đẹp cũng như là một cách nhanh chóng, bởi vì đây là một niềm vinh dự cho người công giáo Việt Nam mình và cho cả dân tộc Việt Nam nữa, và cho cả giáo hội Hoàn Vũ nữa. Thành ra Kim Ngọc rất là cảm ơn đã có cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, và một lần nữa xin mời anh có thể nói vài lời đến quý vị khán giả. Dạ. Dạ, xin chào tất cả các khán thính giả và tất cả các bạn trẻ. Và Long đây thật là hạnh diện và rất là nói là làm một công việc này không những là chỉ có cái về phần bề ngoài giống là khuyên góp tiền bạc, nhưng mà thật sự ra nó có một cái nội tâm mà là rất là mến mộ về Đức Hồng Y, Cố Hồng Y vì những công việc của ngài, và Long đọc rất là nhiều cuốn sách của ngài cho nên cảm thấy ngài là một cái đường hy vọng cho giới trẻ Việt Nam nói chung và tất cả giới trẻ công giáo nói riêng ở trên toàn vũ, là muốn ngài và biết ngài là con đường hy vọng cho tất cả. Dạ vâng, cảm ơn chú Thái cũng như cảm ơn anh Long. Với cái giá vé 25 đồng Kim Ngọc nghĩ chắc cũng được. Yeah. Kim Ngọc cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Xin trân trọng kính chào quý vị.
Dạ, xin chào quý vị.